da không đều của chị á, trước kia nó đậm lắm. Thì từ ngày chị xài cái dòng sản phẩm của mình á, thì chị thấy nó cải thiện rất là nhiều. Lúc trước nói chung là đi gặp khách hàng đồ cũng ngại lắm, không có đi nhiều, nhưng mà bây giờ thì chị rất là tự tin với cái làn da của chị. Ai cũng nói chị là đoán tuổi thì ai cũng nói chị trẻ hơn tuổi rất nhiều. Cái ban đầu thì chị xài thì bé chị với chị là xài cái hũ nám, thứ hai là cái dưỡng ban đêm, rồi xong rồi ban ngày á thì chị xức cái dưỡng ban ngày với chống nắng thôi. Thì bây giờ da chị cũng đỡ rất nhiều, bây giờ chị đi ra ngoài chị chỉ cần là xức dưỡng với chống nắng thôi, chị không có đánh phấn gì nữa hết. Chị xài cũng được 3 năm rồi em, thì chị rất khâm phục. Nói chung là đã sản xuất ra được cái dòng sản phẩm xài rất là ok, thì cho tất cả phụ nữ Việt Nam mình và trên thế giới này, nhờ có cái kem của Hoa hậu Bích Liên thì mọi người đều đẹp hơn. Chào em, chị là tên Ngọc Tiên, chị là đại lý bên Tân Bình, số 11 Võ Thành Trang, phường 1, quận Tân Bình. Chị với lại Dung bên tổng công ty thì hợp tác cũng là trên 5 năm rồi. Cái dòng sản phẩm này thì nó rất là tốt. Chị là kinh doanh từ dòng cũ EV, bây giờ qua BL Miracle thì chị vẫn kinh doanh bình thường. Thì khi mà xài dòng này, da nó đều màu, nó sáng, nó tẩy cái tế bào chết cho mình, nó dưỡng lại cái da mới, rồi nó bảo vệ cái da luôn. Cho nên lúc đó da mình nó khỏe và nó sáng đều. Rồi khi mà xài đẹp mình có lòng tin, quan trọng là cái chất lượng sản phẩm mình tin tưởng mình mới ra kinh doanh. Kinh doanh là bán hàng cho tới bây giờ luôn. Cái cửa hàng chị kinh doanh nay là trên 5 năm em. Coi như chị biết sản phẩm là trên 8 năm, nhưng mà chị kinh doanh là khoảng 5 năm rồi. Trên sử dụng mà chị có cảm thấy sản phẩm này có hiệu quả không chị? Không, sản phẩm thì tốt, xài thấy được. Nói chung có hiệu quả. Chị đã có chia sẻ với bạn bè của mình chưa? Có, lúc trước bạn nó chia sẻ mình đó, rồi mình mới xài đó. Trà My, tôi Nga xin kính chúc tất cả quý vị đang xem chương trình được nhiều sức khỏe. Thật sự thì tôi Nga rất là, phải nói là hạnh phúc và rất là may mắn, thưa Trà My, là có một người chị đã phải gọi là dấn thân vào cái ngành làm đẹp, đem cái làn da và phải nói là hạnh phúc đến cho rất là nhiều người ở trên thế giới này. Theo bước chân của người chị của mình thì Thu Nga cũng đang đi đường hướng đó, và Thu Nga cảm thấy là mình rất là may mắn được chị mình đã truyền hết những gì chị mình đã biết, tất cả về mỹ phẩm, đặc biệt là dòng mỹ phẩm EV Princess Cosmetics cũng như là BL Miracle, và tất cả những kinh nghiệm mà chị đã có trên 20 mấy năm nay. Thu Nga đã học được rất là nhiều và vẫn còn tiếp tục học nữa, Trà My. Cho nên cảm ơn tất cả quý vị nhân dịp này tin tưởng, đặc biệt là bỏ hết tất cả lòng tin cho Hoa hậu Bích Liên, nay là Nico Liên Ngọc, và đặc biệt là cũng tiếp tục tin tưởng và ủng hộ dòng sản phẩm EV Princess Cosmetics cũng như BL Miracle, đại diện trung tâm thẩm mỹ Bích Liên, và hai dòng dược phẩm đó là EV Princess Cosmetics và BL Miracle. Thu Nga xin chân thành cảm ơn tất cả tấm lòng thân thương của tất cả khách hàng ở khắp mọi nơi trên thế giới dành cho đặc biệt là cho Thu Nga, cũng như cho tất cả các chuyên viên thẩm mỹ của trung tâm thẩm mỹ Bích Liên nói chung và đặc biệt là nói riêng ở nước Mỹ, Canada và ở Việt Nam của chúng ta. Và ngày hôm nay thì không chỉ là hai dòng sản phẩm đã hỗ trợ rất là nhiều người tiêu dùng trong việc bảo vệ làn da và làm cho làn da tươi đẹp hơn, thì bên cạnh đó công ty của mình cũng đã mở ra dịch vụ spa để chăm sóc và làm đẹp làn da nhiều hơn nữa cho nhiều chị em phụ nữ. Thì ngày hôm nay cảm xúc của cô Thu Nga như thế nào khi mà mình đã cho ra đời một spa mà giúp thêm cho nhiều chị phụ nữ nữa ạ? Thu Nga rất là vui mừng, tại vì thật sự thì nếu mà mình có một cái spa đó thì nó hỗ trợ cho những gì mình đang làm, đó là mình đang dùng dược mỹ phẩm, hai dòng dược mỹ phẩm của mình, EV Princess Cosmetics và BL Miracle. Tuy nhiên cái chánh là kem của mình,
Nhưng nếu được mình dùng cái services đó làm facial, hoặc là sau này thì mình sẽ làm cái phương pháp gọi là microdermabrasion, là cà da bằng bột crystal thưa quý vị, thì nó sẽ hỗ trợ thêm và quý vị sẽ có kết quả nhanh chóng hơn nữa. Mình đã có kết quả nhanh chóng rồi, nhưng mà với những cái dịch vụ này thì quý vị sẽ hài lòng gấp mấy lần hơn nữa thưa quý vị. Với hai dòng sản phẩm của chúng ta thì đã giúp cho rất là nhiều chị em phụ nữ trên toàn thế giới và cả Việt Nam cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Tuy nhiên ở ngoài thì vẫn còn nhiều chị em phụ nữ chưa tự tin thật sự với làn da của mình và đang mong mỏi một dòng sản phẩm nào đó có thể làm cho mình thay đổi toàn diện. Thì với những chị em phụ nữ đang lo lắng đó thì cô Thu Nga có lời chia sẻ và lời khuyên như thế nào? Dạ, Nga rất là hiểu thưa Trà My và thưa tất cả quý vị thính giả. Tại vì có những quý khách hàng đã sử dụng nhiều sản phẩm quá trên thị trường, không những là mắc tiền mà rất là mắc tiền nữa, nhưng mà lại không có kết quả. Thì một sản phẩm tương đối là không mắc mà cũng không rẻ lắm là EV Princess Cosmetics và BL Miracle. Thì những vị đó cảm thấy là không biết mình nên sử dụng hay không, nên thử hay không. Tại vì tất cả những sản phẩm họ đã trải nghiệm qua mà không có kết quả. Thì thật sự Thu Nga nói là quý vị hãy thử đi, thử một lần thôi thì quý vị sẽ thấy. Quý vị nghe những bạn bè hoặc là trên truyền hình, báo chí nói về sản phẩm EV Princess Cosmetics cũng như BL Miracle, nhưng nếu mình không sử dụng thì mình sẽ không biết kết quả như thế nào. Cho nên một lần nữa quý vị sẽ thử đi rồi mình biết. Dạ. Với vai trò là một người kế nhiệm thì cô Thu Nga có thể chia sẻ rõ hơn những định hướng, những kế hoạch trong tương lai với hai dòng sản phẩm này đã phát triển rồi là sẽ phát triển hơn nữa ở cụ thể như thế nào? Xin mời cô Thu Nga. Chắc chắn là phát triển hơn nữa thưa Trà My. Mình đã có hai dòng dược vị mỹ phẩm EV Princess Cosmetics cũng như BL Miracle. Thì có thể kế đây thì chúng tôi sẽ nghiên cứu về những lotion cho làn da của chúng ta, cho tay chân và cơ thể của chúng ta. Thì cái đó là một cái chương trình mà có thể là Thu Nga đi vào thêm cho tương lai, bí mật thôi nha quý vị. Như vậy là có rất là nhiều tin vui cho nhiều chị em phụ nữ cũng như là các đứa nam giới là sẽ mong chờ những dòng sản phẩm mới để chúng ta có thể trở nên hoàn thiện hơn và tự tin hơn trong cuộc sống. Xin được cảm ơn cô Thu Nga đã tiếp nối sứ mệnh của Hồng Bích Liên và chúc cho cô sẽ có thật là nhiều sức khỏe và sẽ đưa hai thương hiệu này đến gần hơn với người tiêu dùng hơn nữa. Trà My và tất cả quý vị luôn luôn được nhiều sức khỏe. Sức khỏe là trên hết, quý vị hãy bảo trọng và quý vị hãy luôn luôn nở nụ cười trên môi, tại vì nụ cười của chúng ta là đem đến cho những người bên cạnh chúng ta nhiều hạnh phúc hơn. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào Hoa hậu Trúc Linh, và có thể chia sẻ bí quyết vì sao lúc nào trông bạn cũng xinh đẹp và có một làn da tươi tắn như vậy? Thật ra là bí quyết thì cái này là ai cũng biết thôi. Trước tiên là phải có một cái lối sống lành mạnh trước nè, rồi mình phải vui vẻ hạnh phúc, rồi một cái điều yếu tố quan trọng đó là sử dụng, lựa chọn mỹ phẩm như thế nào để phù hợp với làn da của mình, cách chăm sóc da của mình nữa. Linh đã lựa chọn mỹ phẩm như thế nào để phù hợp với làn da? Trước Linh cũng có sử dụng nhiều mỹ phẩm lắm, dưỡng da rồi hẳn này hẳn kia nhiều lắm mà nó chưa làm cho Linh hài lòng. Sau khi đăng quang thì Linh có cơ duyên được gặp gỡ và làm việc với cô Hậu Bích Liên, cho nên là Linh nhận mỹ phẩm từ cô, rồi khi về sử dụng á phải nói là kết quả bất ngờ sau 2 tuần. Tại vì trước đó là da của Linh không có được giống như vậy đâu, nó hay có bị vết thâm nè, rồi da nó không có đều màu. Nhưng mà sau khi sử dụng mỹ phẩm á, cái đồng nghiệp của Linh hỏi ồ sao mà dạo này da dẻ của Linh trông khác hẳn ra, sau 2 tuần không gặp thôi mà da dẻ đã khác hẳn ra rồi. Thì cũng vì lẽ đó mà Linh có sự tin tưởng vào sản phẩm của cô Hậu Bích Liên. Rồi Linh về Linh làm việc, Linh cộng tác với cô, rồi cô dạy cho Linh rất là nhiều, như là trong kinh doanh như thế nào, rồi cách cư xử như thế nào, có như thế nào là lối sống lành mạnh, rồi mình phải tương thân tương ái. Mình không thể nào sống cho mình được mà mình đã có cuộc sống tốt rồi thì mình phải giúp đỡ người khác. Và cũng tiếp nối sứ mệnh của Hồ Bích Liên là để sản phẩm đến gần hơn với tất cả mọi người, thì Linh có cảm xúc như thế nào về Hồ Bích Liên cũng như là về vinh dự của mình đó?
nói không á, nói khơi khơi á, thì Linh cô hết như thế nào, Linh chỉ biết là gửi lời nhắn đến cô với Liên là con cảm ơn, con rất là cảm ơn Mâm. Vì Mâm tại vì trước là Linh là con nuôi cô Liên, cô Liên cũng là con nuôi đã cho con cơ hội được làm việc, được học tập, có nhiều thêm kiến thức trong lĩnh vực làm đẹp, tại vì Linh mê làm đẹp lắm. Rồi được gặp gỡ làm việc chung với những người đồng nghiệp, với là với lại chị Dung nữa, chị Dung rất là dễ thương. Mong dạy cho con rất là nhiều điều về cuộc sống, về tình người. Bây giờ là mặc dù Mâm đã đi tu rồi, nhưng mà trong lòng con lúc nào á, Mâm vẫn mãi là Mâm của con. Thì con sẽ luôn noi theo tấm gương đó, học hỏi, trao dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm bản thân để mà con làm cho Mâm thất vọng. Có rất là nhiều tình cảm mà Hoa hậu Trúc Linh của chúng ta dành tặng cho Hoa hậu Bích Liên. Và Hoa hậu là một người đại diện cho cái đẹp rồi, thậm chí là cái đẹp về bên ngoài, cái đẹp về tâm hồn nữa. Nhưng mà ở trong cuộc sống của chúng ta thì có rất là nhiều chị phụ nữ đang trong hành trình đi tìm cái đẹp của mình và rất là lay hoay không biết làm sao để mình có thể đẹp hơn. Thì Hoa hậu có thể chia sẻ với những chị em phụ nữ là chưa tìm được cái đẹp cũng như là đang mong mỏi tìm một dòng sản phẩm để phù hợp với mình thì có những cách riêng để lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng làn da của mỗi người. Thì Linh nhận thấy là mỹ phẩm Via Miracle này á, nó được chiết xuất từ trời non, thảo mộc với trái cây, nó hợp với mọi loại da. Cho nên là quý vị khán giả trên đài đừng ngần ngại, hãy đến và trải nghiệm với Via Miracle.